Ngày 24 tháng 12 này, tiếp tục em trả máy 36 phép nhé, 12V cho anh Hoàng ở Cam Lâm, Khánh Hòa nhé. Anh đấy chuyên đến nước còn đục này. Đấy. Đây là tổng quan con máy của anh nhé. Đấy. Cái thiết kế rất gọn gàng. Hết sức có thể cho anh em. 3 chế độ. Giống như những cái bản máy trước thôi. Đây em test cho anh xem nhé, các bác xem tham khảo đây, nguồn em cấp trước rồi nhé. Đấy. Và bây giờ em để chế độ cáp số 1 đi. Cáp tổng hợp này. Tần số đây 60 này. Băm vặn là mắc này, độ đồ xung vặn mắc này. Đây các bác nhá. Ở đây thì các bác khi băm chậm mình chỉnh cái này. Đây băm chậm này. Đấy, băm chậm thì các bác nhìn bóng đèn nó nháy nhá. Đấy. Băm nhanh này. Băm nhanh thì bóng đèn nó đây. Đấy. Hai chế độ cáp cho các bác tự động điều chỉnh 3 volume để chỉnh theo ý muốn thôi. Tích tần số này, băm nhanh băm chậm này. Tích độ đồng chung này, tức là độ giật nhập hay giật xa này. Đấy. Cho các bác tự động điều chỉnh theo ý muốn của các bác thôi. Thì cái bản này này mới này thì nó tích hợp rất là nhiều chức năng. Là nó hơn cái bản đời trước các bác nhé. Đời trước là 1 volume đến tổng hợp này. Thì con đấy là chưa đánh một vợt thì rất là ok, dùng cho máy nhỏ. Máy công suất lớn thì các bác T3 CF này nhé. Đấy, ok nhất. Đánh cáp, đánh vợt, đô phi, cá trắng. Đấy, rất đặc biệt là đánh cá trắng các bác nhé. Đánh nghe rất là đẹp. Đấy. Có chế độ chỉnh cá trắng riêng và chế độ đánh đô phi riêng. Bác đi thiên là cá gì thì có bật chế độ đấy. Số 2 này. Cáp ra trơn này. Là số khoảng 60 quay đầu các bác nhé. Và khi mà các bác muốn thả cá trạch ấy thì cái này, cái băm chung này chuyên cá trạch thì các bác bạn nhỏ thì chỉ băm chậm một chút thôi cho nó lên cho đẹp. Tầm nào đến tầm ví dụ các chỉnh băm nhé, tầm nào lên đẹp các bác để này, đánh cá trạch thôi, còn nếu mà đánh cá nó khác tổng hợp thì các bác vẫn mắc này. Đây này. Đấy. Đấy, chế độ đánh cá trạch như này các bác nhé, để tần số khoảng 60 quay đầu này. Và cái băm chung các bác cho chậm này. Thứ hai này, đánh cá trạch. Còn chế độ thứ ba đánh một vợt này. Đấy, đây anh Hoàng nghe anh vừa xem cách chỉnh máy nhé. Đấy, một vợt cá trắng xuống 160, 170, 180, đấy tầm 180 quay đầu nhé. À, du ti phần nhỏ xuống tầm này, bám chung để tầm này. Đấy, nó tới đêm khoảng 9 giờ nha, thời kia đồng hồ tầm khoảng 9 giờ. Các bác có thể nếu mà con cá nó lên mà nó kiểu nó nhanh chết chó cái chìm quá các bác bạn băm nhỏ xuống băm chậm ạ. Con này thì đánh cá trắng rất là hiệu quả các bác nhé, đánh cá nắng nó có chê rất là ok. Đấy. Nếu anh em đánh này tần số 180 này nhưng mà khi thêm rô phi để các anh bạn băm nhanh đánh chết bình thường nhé. Đấy. Anh em ở trong miền trong anh em đánh mà không cần tần số cao chỉ tần 180 thôi, đánh vừa cá trắng vừa cá nóc cá chê cá rô phi đánh rất đẹp, nó vừa ăn nhẹ điện nhá, máy nó mát là đánh nó ổn định. Con cá rô phi thì nên nó quay ngày nó chết nhưng cá trắng lên rất là đẹp. Đấy. Còn các bác mà thích khỏe hơn nhá thì các bác vặn tần số lên 220, 230. Và cái băm chung này các bác này cứ để tầm nhanh. Rô phi này thì nó phát trên ngắc đây các bác nhé. Này là đánh không phát chết thôi. Nó thêm về rô phi ở tần số nó cao, đánh rô phi nó rất là buốt. Cái bản 36 phép này của em thì nói chung là đi Bắc Trung Nam khá nhiều, đặc biệt anh em dân miền trong anh em dùng của em rất nhiều, miền Tây miền Nam. Đấy.
con này đánh rất khỏe các bạn. Vừa vật vừa cáp, ở đây là 72V, nếu mà các bác mà có bình ấy, hai bình thì nên 24V, đánh nó còn đẳng cấp hơn nhiều so với 72V này. Quan trọng là các bác có điện rồi nói hay không thôi. Đấy, có điện rồi nó là đánh bao phê thôi. Đấy, bò ba chiếc giác quyết điều khiển này mới này, các bác đánh bao khỏe cho các bác luôn. Các bác có nhu cầu thì alo em nhé, 0955 932 336. Chào các bác, chào anh em nhé.